thêm một bài hát nữa. Bài hát này thì như mẹ kể lại là khi mà lần đầu tiên ba quen với mẹ thì bà hát bài này là bài hát đầu tiên mà ba hát tặng cho mẹ, và mẹ cũng phát hiện ra là ba có một cái giọng hát rất là quyến rũ, rất là hấp dẫn. Đó là bài Tấm Ảnh Ngày Xưa của tác giả Lê Dinh, và bây giờ mình sẽ hát tặng cho bà. Chị tắt chưa? Chị thấy cái không?